Tôi được gọi lại quý vị. Ngọc đang có mặt tại khu nhà phố Phúc An City giai đoạn 3 ở Đức Hòa, Long An đang mở bán. Và hôm nay Ngọc sẽ dẫn mọi người đi tham quan một mẫu nhà 10x17, một căn góc nằm trên mặt tiền đường 15m. Và tuyến đường này là một tuyến đường xương sống nối từ khu nhà phố giai đoạn 3 qua khu biệt thự giai đoạn 2 đang hiện hữu phía đằng kia. Và từ đây bằng mắt thường mình sẽ nhìn thấy rất là rõ. Trong video thì nó hơi nhỏ một chút xíu ha. Căn góc này nằm trên lốc F8, nhìn đối diện qua lốc F5 và lốc G2 ha. Bề ngang của nó sẽ là 6m, xây dựng 6m nhân cho 10m. Nếu như căn thường thì nó chỉ là 5m thì nó sẽ có một cái cửa rộng và một cái cửa sổ bên hông. Thì căn này nó sẽ có nhiều cửa hơn một chút ha, một cái cửa chính và những cái cửa nằm ở phía bên hông thêm 2m nữa. Nó gọi là nó vát cạnh đó quý vị. Thì tổng chiều ngang của căn nhà này nó sẽ là 6m. Một tuyến đường bên hông của nó sẽ là tuyến đường 12m chạy thẳng về bên khu nhà phố giai đoạn 1, về cái phần chung cư cũng như là về lại đường tỉnh 824. Thì giờ Ngọc sẽ dẫn mọi người vô trong này tham quan. Với một căn góc mà có chiều rộng lên tới 10m thì quý vị sẽ vừa tận dụng được 3m vỉa hè ha, 4m cái phần sân phía bên trong bên hông và 5m cái phần sân phía trước nhà, thì quý vị sẽ có một cái không gian rất là rộng. Phía bên ngoài tính từ cái phần tủ điện như thế này đi vô bên trong cửa thì quý vị sẽ được 5m phần sân trước nha. Một căn nhà 17m nó sẽ được 5m phần sân trước. Phía bên trong này là một cái cửa cuốn, cửa lớn nè. Đi vô bên trong này cái không gian rất là rộng. Như vậy là nó sẽ bố trí được một phòng khách và một phòng bếp, một nhà vệ sinh ở dưới này. Và bên cạnh đó là bố trí xen kẽ rất là nhiều những cái cửa sổ và những cái cửa chính nè. Trong này quý vị sẽ nhìn thấy là sẽ có hai cửa chính nha. Một cửa là nhìn ra một cái mặt đường, một mặt đường 15m và một mặt đường 12m. Và cửa ở đây cũng là cửa cuốn luôn, sẽ có hai cái cửa cuốn nha quý vị. Rồi rất là, nói chung là rất là rộng. Giờ Ngọc sẽ dẫn mọi người vô phía bên trong là cái phần sân sau. Ở đây sẽ có một phần sân sau 2m nha. Và phần sân sau này hiện tại là đã có lắp luôn cái phần điện nước cho quý vị, cái phần nước á, và được xây cái tường bao lên là cao 1m6 cho mình luôn rồi. Thì quý vị có thể là sử dụng làm cái chỗ phơi đồ hoặc là một cái tiểu cảnh ở phía đằng sau này. Và cái tường sau đó nó sẽ lấy gió cho toàn bộ cái ngôi nhà ha. Rồi trong này nè, thì quý vị sẽ chia được một cái phòng khách ở phía bên ngoài và một phòng bếp ở phía bên trong, một cái nhà vệ sinh ở dưới cầu thang. Thì quý vị sẽ thiết kế làm sao để mình che đi cái nhà vệ sinh, nhìn nó sẽ không có bị thô. Và hầu như với cái kiểu cầu thang như thế này thì nó chỉ có một thiết kế là để bên dưới cầu thang mà thôi. Rất là rộng nha. Đối với căn góc này thì quý vị sẽ có cái phần tầng trệt này, nó lên tới 60m² nữa nha quý vị. Rồi giờ Ngọc sẽ dẫn mọi người lên tầng trên. Và tầng trệt này nó sẽ có chiều cao lên là 3m6 nha. Giữa chỗ những cái cầu thang nó sẽ có những cái phần mặt cửa sổ lấy sáng nè quý vị. Rồi lên tầng tầng 2. Tầng 2 thì nó sẽ cao là 3m4, tầng 3 cũng cao 3m4 luôn nha. Rồi trên này nè, trên này là mình sẽ nhìn thấy ngay là có một cái nhà vệ sinh cực kỳ bự luôn quý vị ha. Là quý vị có thể là để được một cái phòng tắm ở trong, một cái bồn tắm ở trong cái nhà vệ sinh đó. Và nó sẽ có một cái cửa sổ lấy sáng cho cái nhà vệ sinh đó luôn ha, vừa hút gió vừa lấy sáng. Và trên này quý vị sẽ chia được hai phòng, một phòng ngủ và một phòng sinh hoạt chung. Và từ phòng ngủ quý vị sẽ nhìn ra được cái không gian phía trước mặt của mình nè. Nếu mà quý vị thích nhìn qua cửa sổ thì nhìn, còn nếu không quý vị có thể là đi ra cái phần ban công. Và hiện tại là phần ban công cũng đã làm rồi nè, nó sẽ dôi ra ngoài này là 0,7m và kéo dài từ trước nhà ra tới bên hông nhà luôn. Thì quý vị có thể là lựa chọn cho mình đi ra buổi chiều mình ra đây mình hóng gió nè, nó sẽ có một cái lan can cao lên thêm 0,7m nữa nè, rất là rộng. Và trong này thì bên cạnh cái khu nhà, cái phòng ngủ á, thì quý vị có thể là bố trí thêm được một cái phòng sinh hoạt chung. Và phòng sinh hoạt chung này nó sẽ, mình sẽ để được một cái tivi nè, nằm ở giữa hai cái cửa sổ đằng kia ha. Có một cái ban công ra lấy gió luôn. Và phía trước mặt của cái tivi đó thì quý vị có thể để được một cái bộ salon ha, nằm đối lưng với cái khu phòng ngủ ở chỗ này. Thì như vậy là mình sẽ tận dụng được một cái không gian rất là thoáng ở đây. Nó khác với những căn khác, thì họ chỉ có thể để được một cái ghế, một cái kệ thôi. Còn ở đây quý vị có thể để được một cái tivi ở ngay ở dưới phòng sinh hoạt chung ở dưới này luôn nhé. Giờ mình sẽ lên tiếp tầng 3 nè. Trên này thì nó sẽ chia làm hai phòng ngủ. Nếu như những cái căn bình thường thì họ sẽ chia làm được hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở trên này, thì căn góc nó sẽ có một cái ưu tiên hơn là họ sẽ bố trí được hai nhà vệ sinh và mỗi phòng ngủ sẽ bố trí được một nhà vệ sinh ở trên này nhé. Rồi ha, một cái nhà vệ sinh ở cái tầng phía trước nè. Đó.
thì nó sẽ có thêm một cái phần khung để quý vị trồng cây cảnh, một cái chỗ để mình đi ra ngắm cảnh dạo đó. Đó là cái khúc cung vua này quý vị, hầu như Ngọc thấy mẫu nhà này cũng có, và đây cũng là một cái mẫu kiểu giống như tạo kiểu cho cái ngôi nhà vậy đó quý vị. À, trên này nó cũng sẽ có những cái ban công nè, và hai phòng ngủ trên này đều có ban công. Như vậy đối với một căn góc ở đây thì quý vị sẽ thấy là tất cả những căn phòng ở trong này đều có ban công, đều có cửa sổ rất là thoáng. Trên này quý vị sẽ thấy là chia được hai phòng ngủ nhé, một phòng phía sau lưng Ngọc và một phòng Ngọc đang đi tới đây. Thì quý vị sẽ đàm ở ngay chỗ cái cửa sổ này được một cái nhà vệ sinh luôn, thì trong thiết kế là họ đã có sẵn cho mình rồi đó. Từ đây mình sẽ hàng ngày mình ra ngắm cảnh này, nhìn thấy các lớp nè, G1 nè, G2 nè, F5 nè, F6 ở phía bên kia, và cái con đường này nó sẽ chạy về bên khu giai đoạn 1. Rất là rộng. Rồi giờ Ngọc sẽ dẫn mọi người đi xuống lại. À, và trên này nó sẽ lập cái tầng đúc nha, và tầng đúc nó sẽ chừa lại một cái ô để quý vị có thể là đi lên trên đó để bồn nước này nọ. Thì khi mà mình hoàn làm hoàn thiện nhà thì quý vị sẽ được bên thi công họ làm cho mình hết, mình không có cần làm gì hết trơn á. Và hiện tại là bên Trần Anh thì đang có mở bán một là nhà thô, là giao thô như thế này. À, ở đây thì chưa có làm cửa nhé, khi mà giao cho quý vị là sẽ làm cửa xong xuôi hết. À, và mọi người có thể là nhận nhà ngay. À, đối diện bên kia có một mẫu nhà là 7 nhân cho 10, thì cái căn nhà đó nó chỉ có ngang 5 thôi, nó không có được ngang 6 như thế này. Nếu mà quý vị thích một cái căn mà nó có cái bề rộng rộng hơn thì có thể lựa chọn bên cái căn F8 ha. Còn nếu mà mình thích một cái căn có tài chính vừa phải, cũng là ngang 5 nhân 10 nhưng mà có góc, có hai mặt tiền, thì có thể lựa chọn một cái căn bên lốc F5. Thì hiện tại là vẫn đang mở bán có những cái căn góc như thế này thì quý vị có thể lựa chọn. À, và quý vị có thể liên hệ với Ngọc trực tiếp qua số hotline 0908 411 055, phòng kinh doanh chủ đầu tư nha. Và nếu quý vị muốn mua nhà hoàn thiện thì cũng có một cái gói hoàn thiện của công ty. À, và nếu cần về biết về giá cả các chính sách thanh toán thì cứ liên hệ với Ngọc. Và hiện tại là trên lốc F8 chỉ còn có 4 căn vị trí đẹp ở đây, là bao gồm 3 căn thừa và một căn góc. Những cái căn xấu thì Ngọc không nói nha. Và nếu mà quý vị quan tâm về dự án này thì cứ liên hệ với Ngọc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nữa nhé.